Xin chào mọi người, mình là Lanh và như thường lệ đây là bản tin Lab New. Dưới đây sẽ là 15 thay đổi lớn nhất đối với iPhone 15 Pro Max để các bạn tham khảo rồi đưa ra quyết định có nên mua chúng hay không. iPhone 15 Pro Max sẽ có khung titan không chỉ bền hơn thép không gỉ mà hơn nữa chúng còn nhẹ hơn. Ngoài ra khung titan này cũng sẽ được làm nhám bề mặt giúp cho điện thoại của chúng ta không bị bám dấu vân tay như là thép không gỉ. Đây là một điểm nhấn để đưa ra một màu sắc mới được mọi người chờ đón nhất, đó chính là màu xám titan. Mình mong là nó sẽ không bị chốc sơn như màu tím của iPhone 14 Pro Max. Apple đang thay thế công tắc tắt tiếng bằng một nút action mới. Bạn có thể thao tác cấu hình để thực hiện một số tác vụ nhất định và đây là những tính năng mà nút mới này có thể mang lại. Và giờ đây, các mẫu tiêu chuẩn của Apple cuối cùng đã nói lời tạm biệt với tai thỏ vì cả 4 biến thể trên iPhone 15 sẽ có đảo động. Mình thực sự mong là nó sẽ nhỏ hơn so với năm ngoái để đỡ chiếm diện tích màn hình. Apple cũng đang giảm kích thước viền trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đến mức nó sẽ mỏng nhất mà chúng ta từng thấy trên tất cả các điện thoại thông minh. iPhone 15 và 15 Plus thông thường thì vẫn sẽ có viền bezel tương tự như iPhone 14 Pro. Như mọi năm thì các đời iPhone 15 Pro và Pro Max sẽ được dùng một con chip mới hơn là chip A17, trong khi các biến thể thông thường sẽ có chip A16 của năm ngoái. A17 được tạo bằng quy trình 3 nanomet, giảm từ 5 nanomet. Điều này không chỉ mạnh hơn mà còn hiệu quả hơn rất nhiều. Vì vậy, bạn không chỉ nhận được một tốc độ tăng đáng kể mà còn có thời lượng pin tốt hơn. Có báo cáo cho rằng tất cả các biến thể của iPhone 15 sẽ có dung lượng pin tăng đáng kể. Vì vậy, kết hợp với chip 3 nanomet hiệu quả mới, iPhone 15 Pro và Ultra sẽ có thời lượng pin tăng đáng kể. Apple cuối cùng cũng có thể nâng cấp RAM trên các mẫu Pro từ 6GB lên 8GB. Mình rất vui khi điều này đã xảy ra. Mặc dù đến bây giờ cùng sự tối ưu hóa tốt của iOS thì 6GB cũng không vấn đề gì. Nhưng tăng lên có nghĩa là chúng ta sẽ có một chiếc máy xử lý nhanh hơn. Bộ đôi iPhone 15 Pro cũng sẽ bắt đầu từ 256GB dưới dạng biến thể lưu trữ thay vì 128GB và cũng có báo cáo cho rằng Apple cũng có thể cung cấp biến thể 2TB lớn nhất từ trước đến giờ. Tiếp đến, Apple sẽ cung cấp chức năng USB-C trên tất cả các biến thể iPhone 15 nhờ vào Liên minh châu Âu. Một trong những ưu điểm lớn của việc sử dụng USB-C thay vì cổng Lightning là tốc độ sạc tăng nhanh đáng kể. Tuy nhiên, Apple sẽ giới hạn việc tăng tốc độ chỉ ở các biến thể Pro, trong khi các biến thể thông thường vẫn sẽ có tốc độ truyền y hệt như cáp Lightning cũ. Thật đúng là Apple. Một điều đáng ngạc nhiên là những sợi cáp USB-C mà Apple tặng kèm trong hộp sẽ được bện không chỉ dày hơn, chất lượng cao hơn mà còn dài hơn cả những sợi cáp thông thường vốn được đánh giá rất cao. Bộ đôi iPhone 15 Pro sẽ có 4 màu, loại bỏ màu vàng gold yêu thích. Màu sắc được đón chờ nhất như mình nói bên trên chính là màu xám titan. Apple lần đầu tiên trang bị ống kính zoom kính tiềm vọng chỉ riêng trên iPhone 15 Pro Max. Nó dự kiến sẽ cung cấp zoom quang học 5x hoặc 6x, trên lý thuyết là thấp hơn so với zoom quang học 10x của Samsung S23 Ultra. Nhưng Apple đang sử dụng camera tele 48MP so với 10MP của Samsung kết hợp với việc tối ưu hóa phần mềm nên sẽ không có sự khác biệt đáng kể về chất lượng ngay cả khi zoom 10x. Và với tất cả những nâng cấp này thì sản phẩm iPhone 15 Pro sẽ có giá cao hơn. Apple dự kiến sẽ tăng giá các biến thể Pro thêm 100 USD là hơn 2 triệu đồng và đây là giá dự kiến mà các bạn có thể tham khảo tại bảng này. Nhưng nếu tin đồn về phiên bản dung lượng lưu trữ tối thiểu cao hơn diễn ra thì mức tăng giá không hẳn là quá nhiều. Và cuối cùng là Apple sẽ ra mắt điện thoại vào ngày 12 tháng 9, mở bán vào ngày 22 tháng 9 và đặt hàng sớm vào ngày 16 tháng 9. Đó là tất cả những thông tin và những nâng cấp mới của iPhone 15 series. Các bạn nghĩ sao về việc tăng giá kèm màu sắc mới và cho mình biết mọi người đang mong chờ gì về chiếc máy này ở dưới phần comment nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!